Rồi vào nè, đầu tiên mình lấy một bột này vừa phải thôi ha, đừng lấy quá nhiều nha. Đó. Rồi đặt lên móng này, đếm 1 2 3 này, thả này, bắt đầu mình sẽ di chuyển dần cục bột lên từng cái khóe ha. Đó, chuyển dần bột lên từng cái khóe và cuối cùng thì mình đập cho nó nằm sát xuống luôn. Thì đối với những cái món ngắn như vậy á, mình không có cần phải có một cái độ cơ đâu. Đó, món ngắn thì nó hơi flat xíu nó cũng đẹp. Ngắn thì mình dùng hơi flat xíu nó cũng đẹp. Nào, nhớ là vuốt qua đầu móng luôn nha. Vuốt qua đầu móng luôn. Sau đó thì mình sẽ dùng cái bọn cọ này mình chấm, chấm vào cái phần của móng để tạo cho cái shape, để kẹo ra nó có cái shape sẵn. Khi mình làm xong thì mình sẽ không cần phải dùng đũa cây quá nhiều, phải dùng sức quá nhiều ha. Màu rất là đẹp luôn, màu nó tươi lắm ha. Đó, lấy cục bột này, chờ cho nó bóng lên hết ha, rồi mình hẳn đặt lên này, đến 1, 2, 3 này, thả này. Đó, mình sẽ di chuyển dần cục bột lên phần khóe móng. Đó, cho nó nằm sát xuống khóe móng luôn ha, nằm sát xuống khóe móng luôn. Đó, nằm sát xuống khóe móng luôn. Đó, nhớ ha, tại vì cái móng này á, là những cái móng mà ngắn nên thành ra khi mình làm mình sẽ không có cần phải làm curl quá nhiều. Đó, đúng không? Không biết giờ mọi người đã dạy chưa ha, nếu mà chưa dạy thì có thể xem lại cái like của mình sau. Tại vì nó rất là giúp ích cho mọi người luôn ha. Chấm một cái phần móng này tạo cho nó có cái shape sẵn ha. Mình đắp một bộ này ha, mình đắp một bộ này trong vòng tầm 20 phút thôi, không tới 1 tiếng đâu. Đó, mình làm nhanh lắm, tại vì khi mình làm xong mình sẽ không có tốn thời gian mình giũa đâu bạn ơi. Đó, mà tại vì mình đắp theo cái form nó sẵn rồi, và cái cách đắp của mình á là khi mình làm thì mình sẽ làm từ từ ha, cái phần đắp bột mình sẽ làm từ từ. Đó, mình điều chỉnh cục bột sao cho nó vào thẳng cái form shape luôn, và khi mình làm xong thì mình sẽ không có tốn thời gian vào việc giũa nha. Bộ này mình đắp không tới tiếng đâu, bộ này đắp chỉ tầm 20 phút, 20 phút kể cả giũa thôi, kể cả giũa xong chắc cũng tầm nửa tiếng thôi ha. Đó, đắp nhanh thôi. Đó, nhanh mà phải đẹp nha. Rồi bắt đầu mình vuốt nè, vuốt cục bột ra khỏi cái đầu móng luôn, kiểm tra cái độ dễ cục bột và vuốt cục bột ra khỏi cái đầu móng. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái bọng cọ chấn vào cái phần ha.
Ha, chờ gọt bộ nó bóng hẳn lên này, rồi hẳn đặt lên nha. Đếm này, 1 này, 2 này, 3 này ha. Rồi sau đó bắt đầu mình nhúng cọ, nhúng nước chùi cọ, di chuyển cục bột bằng cái mũi cọ này, mình sẽ di chuyển lên phần khóe móng ha. Đó, di chuyển phần khóe móng này, đó, đẩy dần lên cho bột nó nằm sát vào cái phần khóe móng đó. Không. Và thêm một cái điều quan trọng lưu ý nữa là khi mình làm thì mình sẽ cố gắng mình làm với nước chảy ha, đừng có làm với nước khô nha. Đó, vì khi mình làm với nước khô thì mình sẽ không có cái thời gian mà để mình control cái bột đâu. Nhớ nha, trước khi làm thì mình lắc cái hỗn bột mình chút nha. Đúng, đừng để cho hỗn bột nó dùng nha. Rồi, đặt hỗn bột ngay này. Đếm nha, 1, 2, 3, thả. Đó, nhúng nước chùi cọ. Bắt đầu mình sẽ di chuyển cục bột vào cái mũi cọ này. Mình sẽ di chuyển lên cái phần khóe móng này. À. Rồi, di chuyển lên. Rồi bắt đầu chùi cọ. À. Rồi cho nó làm sát vào ha, rồi bắt đầu mình sẽ dùng mũi cọ này, mình clean sạch sẽ hai bên cạnh móng này. Rồi sau đó bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của cục bột, xem đã bắt đầu mình sẽ thử vuốt được bột chưa ha. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ vuốt bột này. Bột bắt đầu nó xe lại rồi đó, là có thể mình đã vuốt được. Nhớ anh chị em đừng có vuốt bột khi cục bột nó còn chảy và ướt nha, tại vì khi lúc đó mình vuốt bột á, bột nó sẽ đi hết luôn đó, sẽ rất là tốn thời gian của mình đó. Vuốt bột hai bên này, vuốt vào trong này đó, để tạo cho nó có cái sét. Và khi cục bột đi qua khỏi cái đầu móng rồi thì mình sẽ dùng cái bụng cọ để mình chắn vào, tạo cho nó có cái sét sẵn luôn đó. Như thế này thì cái shape cũng có, cái cuticle nó cũng tròn. Đó, thì bây giờ mình chỉ đi dũa cái phần cuticle cho nó cắt nha ra và nó tròn hơn thôi ha. Đó. Rồi cái phần nó có thì mình làm thì mình chỉ cần dũa bằng dũa cây, dũa đầu dũa này thôi ha. Rồi. Còn cái phần mà giữ shape thì mình không có cần phải động tới nhiều, tại vì bây giờ mình lắp vào cái form của nó đã ra sẵn luôn rồi. Mọi người thấy mình dũa nhanh không?
Tại vì mình đắp thì cái nó cái độ lòi và cái độ bằng phẳng, cái độ khơ của nó thì nó cũng có đầy đủ hết. Mình ra mình rửa nó không có tốn thời gian nhiều mấy. Và mình rất là thích vụ của cái bột xi lem ha, nó không có phải là quá cứng đâu. Đó, mình vụ nó không có phải là đi từng mảng, và bột vụ nó chạy thì rất là mượt mà luôn. Đó, nó rất dễ, nó mềm lắm, vụ cái nào nó ra đặt một cái tay lại đi. Đó, mình sẽ lấy những cái phần bột dơ với phần gầm mỏng lên. Ví dụ cái này là để mình lấy cái phần bột dơ dưới gầm móng luôn nha, chứ không phải là để là mình là vũ xếp đâu. Vũ xếp thì nó có sẵn rồi, mình đâu cần cái vũ đâu, nhưng mà nó cũng có tác dụng một phần trong cái vũ xếp. Nên thành ra lúc nào mình vũ cái này á, mình cũng vũ cuối cùng được một công đôi chuyện luôn, vừa làm cho cái móng mình nó sạch sẽ mà vừa cái xếp này nó cũng vừa đẹp đó ha anh chị em. Cuối cùng một phơi cho nó sạch sẽ đi rồi mình sơn thoát nó lên. Cho nó xí dầu để cho nó sạch sẽ. Tại vì cái này nó bị khi nãy nó ngâm với lại cái đồ tháo móng thành ra nó trắng da.